Mối quan hệ hợp tác tình báo giữa Ukraine và Mỹ bén rễ từ một thập kỷ trước, nhưng luôn trong màn bí mật. Lần đầu tiên nhiều chi tiết về việc tình báo Mỹ giúp Kiev chống lại Moscow, bao gồm việc thiết lập 12 căn cứ bí mật trên lãnh thổ Ukraine đã bị tiết lộ. Theo đó, ngày 25 tháng 2, báo New York Times dẫn lời một loạt quan chức đương nhiệm và cựu quan chức ở Mỹ, Ukraine và châu Âu cho biết các chuyên gia Mỹ đã tài trợ và tổ chức một mạng lưới căn cứ bí mật trên lãnh thổ Ukraine và biến Kiev trở thành một phần của liên minh bí mật chống lại Moscow. Theo New York Times, Ukraine hiện có ít nhất 12 căn cứ gián điệp bí mật nằm gần biên giới Nga để thu thập mọi thông tin về Nga, cũng như điều phối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một mạng lưới điệp viên được cho là hoạt động bên trong lãnh thổ Nga. Các phóng viên của New York Times đã có thể đến thăm một căn cứ tác chiến tiền phương như vậy nằm trong một bong ke dưới lòng đất. New York Times viết, ẩn mình trong một khu rừng rậm rạp, căn cứ quân sự Ukraine dường như bị bỏ hoang và bị phá hủy. Trung tâm chỉ huy của nó đã trở thành một đống tro tàn bởi sự tấn công của một loạt tên lửa Nga vào thời kỳ đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng đó là trên mặt đất. Cách đó không xa, một lối đi kín đáo dẫn xuống hầm ngầm, nơi các nhóm binh sĩ Ukraine theo dõi các vệ tinh do thám của Nga và nghe lén các cuộc trò chuyện giữa các chỉ huy Nga. Đây là trung tâm đầu não bí mật của quân đội Ukraine và nó gần như được CIA tài trợ hoàn toàn và trang bị một phần. Theo tiết lộ của quan chức tình báo cấp cao Ukraine, tướng Sergei Doretsky, căn cứ này được CIA tài trợ và trang bị. Tướng Ukraine nói với New York Times rằng, cơ quan tình báo Mỹ đặc biệt trang bị cho căn cứ này các thiết bị liên lạc và máy chủ máy tính lớn, đồng thời cho biết bong ke này còn được sử dụng để đột nhập vào các vệ tinh của Nga, Belarus và Trung Quốc. Báo New York Times cho biết CIA và các cơ quan tình báo khác của Mỹ đã cung cấp cho Ukraine thông tin về các hoạt động di chuyển của quân đội Nga và các cuộc tấn công tên lửa trong suốt cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev. Tuy nhiên, mối quan hệ đối tác trong lĩnh vực tình báo ấy không phải được tạo dựng trong thời chiến và Ukraine cũng không phải là nước được hưởng lợi duy nhất. Nó đã bén rễ từ một thập kỷ trước, phù hợp với lợi ích của cả hai bên và bắt đầu dưới thời ba tổng thống Mỹ rất khác nhau. Thúc đẩy bởi những cá nhân chủ chốt thường chấp nhận rủi ro táo bạo, nó đã biến Ukraine trở thành một trong những đối tác tình báo quan trọng nhất của Washington chống lại Điện Kremlin ngày nay. Trước khi xung đột nổ ra, người Ukraine đã chứng tỏ bản thân với người Mỹ bằng cách chặn thu thông tin liên lạc giúp chứng minh sự liên quan của Nga trong vụ bắn rơi máy bay thương mại MH-7 vào năm 2014. Người Ukraine cũng giúp người Mỹ truy lùng các đặc vụ Nga đã can thiệp vào hoạt động bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Theo New York Times, năm 2016, CIA đã bắt đầu huấn luyện một lực lượng đặc công tinh nhuệ của Ukraine, có tên đơn vị 2245. Tướng Kirill Budanov, hiện đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, cũng là cựu thành viên của đơn vị 2245 do CIA huấn luyện. New York Times cho biết, các điệp viên Mỹ cũng cung cấp đào tạo chuyên môn cho các thành viên của Tổng cục 5, một đơn vị bán quân sự do Kiev thành lập để hoạt động chống lại Nga. Các đặc vụ tình báo Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng trong phản ứng của Ukraine trước việc Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Các đặc vụ CIA vẫn ở một địa điểm nhất định ở phía tây Ukraine, trong khi Mỹ đang sơ tán nhân viên khỏi nước này trước cuộc xung đột. Ông Ivan Bakhanov là một cựu lãnh đạo khác của Cục An ninh Ukraine, nói với New York Times rằng nếu không có họ, chúng tôi sẽ không có cách nào chống lại Nga. Về phía mình, Nga đã nhiều lần chỉ ra những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia từ các hoạt động gia tăng của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine và tham vọng của Kiev trong NATO. Moscow cũng viện dẫn nhu cầu đảm bảo an ninh của Nga là một trong những lý do khiến nước này bắt đầu chiến dịch quân sự cách đây 2 năm, trong khi Kiev khẳng định rằng hành động của Moscow hoàn toàn vô cớ. Trong một cuộc họp báo ngày 25 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lần đầu hé lộ số binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong 2 năm xung đột với Nga. Ông Zelensky nói 31.000 binh sĩ Ukraine đã ngã xuống trong cuộc chiến này, không phải 300.000 hay 150.000 binh sĩ như Nga tuyên bố. Tuy nhiên, đó cũng là một tổn thất lớn đối với chúng ta. Con số mà Tổng thống Zelensky đưa ra không thể được xác minh độc lập. Nó khác hẳn với ước tính của các quan chức Mỹ, những người đã đưa ra con số thiệt hại cao hơn nhiều vào mùa hè năm ngoái, nói rằng gần 70.000 người Ukraine đã thiệt mạng và 100.000 đến 120.000 người bị thương. Các quan chức Mỹ cũng cho biết thương vong về quân sự của Nga cao gấp đôi. Bằng cách tiết lộ những tổn thất của Ukraine, ông Zelensky cho biết ông muốn chống lại tuyên truyền của Nga và các ước tính khác đưa ra con số thương vong của Ukraine ở mức cao hơn nhiều. Ông cho rằng Nga đã sai khi tuyên bố rằng Ukraine đã mất 60.000 binh sĩ.
Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ 3 nhưng chưa có dấu hiệu lắng xuống. Mặc dù thừa nhận khó khăn nhưng ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Ông nói, chúng ta đã chiến đấu suốt 730 ngày, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Vào ngày vĩ đại nhất cuộc đời mình, ai cũng muốn chấm dứt xung đột nhưng Ukraine không được phép dừng lại. Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh xung đột phải chấm dứt theo các điều kiện của Ukraine. Trước đó, ông Zelensky nói rằng Ukraine không chỉ dự định tiếp tục phòng thủ vào năm 2024 mà còn chuẩn bị cho cuộc phản công mới. Ông cho biết, phía Nam rất quan trọng, bảo vệ phía Đông nơi đối phương có hơn 200.000 binh sĩ cũng rất quan trọng. Tất nhiên chúng ta sẽ chuẩn bị một cuộc phản công mới, một chiến dịch mới. Ông cũng kêu gọi các đồng minh đối tác phương Tây đẩy mạnh viện trợ cho Ukraine. Ông cho hay Ukraine đang cần các hệ thống Patriot của Mỹ để bảo vệ bầu trời, cũng như tên lửa tầm xa có tầm bắn 300 km. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev sẽ có thể tiến hành một cuộc tấn công khi số lượng vũ khí nước này có ngang bằng của Nga. Ông cho biết hiện tại hỏa lực của Nga nhiều gấp 7 lần của Ukraine, tuy có giảm so với con số 12 lần năm ngoái nhưng chênh lệch vẫn lớn. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể và không thể để đạt được bước đột phá. Đã có một kế hoạch cho năm 2024, tuy nhiên chúng tôi không thảo luận nó một cách công khai. Đó là một kế hoạch mạnh mẽ, không chỉ mang lại hy vọng mà còn mang lại kết quả vào năm 2024. Tại cuộc họp báo hôm 25 tháng 2, một phóng viên đã hỏi ông Zelensky rằng liệu Ukraine có thua trong cuộc chiến này hay không và liệu giờ có phải là lúc đối thoại với Nga hay không khi Kiev hiện không có đủ vũ khí. Nhà lãnh đạo Ukraine đáp, chúng tôi sẽ cho họ cơ hội để thừa nhận thất bại, thừa nhận sai lầm. Khi được hỏi liệu ông có nhấc máy hay không nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi điện cho ông, Tổng thống Zelensky cho biết ông ấy sẽ không gọi, ông ấy không muốn chấm dứt cuộc chiến này cho đến hiện tại, đó là thực tế. Ông nói tiếp, liệu Ukraine có thua trong cuộc chiến này, tôi tin chắc rằng điều đó sẽ không xảy ra. Ngày 24 tháng 2 năm 2022 là ngày khó khăn nhất, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng, bởi nếu thua chúng tôi sẽ không còn tồn tại. Tổng thống Zelensky cũng cảnh báo các nước khác không nên áp đặt cơ chế đàm phán cho Ukraine. Ông nêu rõ chúng tôi không muốn bị áp đặt bất cứ hình thức đàm phán nào. Điều quan trọng là sáng kiến đàm phán phải xuất phát từ Ukraine. Ông Zelensky cho biết, tôi thực sự không muốn thấy rằng sau khi các cuộc bầu cử ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, một số quốc gia phi dân chủ hoặc rất dân chủ áp đặt các sáng kiến riêng của họ đi ngược lại lợi ích của đất nước đang phải đối phó chiến sự. Trong báo cáo cập nhật ngày 24 tháng 2, tình báo quốc phòng Ukraine DIU cho biết 5 máy bay chiến đấu của không quân Nga đã tạm dừng hoạt động chiến đấu sau khi máy bay A-50 bị bắn hạ vào ngày 23 tháng 2. Tình báo quốc phòng Ukraine đánh giá một dấu hiệu nữa cho thấy kết quả của sự phối hợp giữa DIU và không quân Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, ông Kirilo Budanov cho biết hiện Nga chỉ còn 6 máy bay A-50 và nếu mất thêm một chiếc nữa, quân đội Nga sẽ không thể vận hành được hệ thống tác chiến không. Trước đó, lực lượng phòng vệ Ukraine tuyên bố đã bắn rơi một máy bay A-50 của Nga bằng hệ thống S-200. Đây là chiếc A-50 thứ hai mà Ukraine tuyên bố bắn hạ trong năm nay. Liên quan đến vụ việc này, ngày 24 tháng 2, chuyên gia quân sự người Nga Yuri Podolyaka đã đưa ra một số nhận định trên kênh Telegram cá nhân của mình. Theo đó, ông Podolyaka lưu ý rằng Nga chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vấn đề này, nhưng căn cứ vào những gì thu được, nhà phân tích cho rằng máy bay bị bắn hạ bởi hỏa lực thân thiện. Vị chuyên gia Nga cho rằng Ukraine đã phát triển một chiến thuật khiêu khích đặc biệt sử dụng loại đạn đất đối đất được hoán cải từ tên lửa đất đối không thuộc hệ thống phòng không S-200. Họ đã tính toán đường bay của A-50U, vốn thường bay theo một hướng trong một thời gian nhất định và bắn một tên lửa mồi về phía máy bay. Sau đó, phía Ukraine cố gắng đưa đạn đã bắn càng gần chiếc phi cơ càng tốt, mô phỏng một cuộc tấn công bằng tên lửa phòng không. Đó là lý do tại sao A-50U bắn mồi bẫy nhiệt khi bay. Ông Podolyaka nói thêm, các sĩ quan phòng không của chúng ta khi cố gắng đánh chặn mục tiêu và cứu chiếc A-50U đã vô tình bắn trúng một tên lửa vào máy bay của mình. Tôi nghĩ rằng cả quả đạn đều phát nổ cạnh nhau. Cuộc điều tra sẽ cho thấy rõ điều đó. Theo vị chuyên gia này, Ukraine đã lặp lại chiêu trò được không quân Israel sử dụng vào tháng 9 năm 2018 trên biển Địa Trung Hải gần Syria nhằm chống lại máy bay trinh sát điện tử IL-20 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Khi đó, phi đội F-16 của Israel đã nấp sau chiếc IL-20 đang hoạt động và khiến cho máy bay Nga trở thành mục tiêu mà tên lửa phòng không S-200 của Syria lao tới. Ông Podolyaka nhấn mạnh, vì vậy cả hai luồng thông tin được phía Ukraine đưa ra và các nhà nghiên cứu quân sự của chúng ta nhận xét nhìn chung đều đúng. Rõ ràng cần phải làm gì đó khẩn cấp để ngăn chặn thảm kịch này lặp lại. Nhà phân tích này cũng cho rằng cần phải làm cho đường bay của A-50U trở nên khó đoán nhất có thể, đồng thời các chuyên gia trong ngành có thể nghiên cứu để đưa ra những đề xuất hợp lý khác. Máy bay A-50 được thiết kế để giám sát các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển, cũng như điều phối các mục tiêu cho máy bay chiến đấu. Quân đội Nga hiện đang triển khai phiên bản hiện đại hóa của máy bay, được gọi là A-50U.
nhờ sở hữu hệ thống radar theo dõi SMELMER. Radar bay A-50 có khả năng theo dõi mục tiêu mặt đất ở khoảng cách lên đến 300 km, theo dõi mục tiêu trên không cách xa lên đến 650 km và phát hiện tên lửa phóng ở khoảng cách lên tới 1.000 km. Với việc có thể theo dõi đồng thời khoảng 300 mục tiêu mặt đất hoặc 40 mục tiêu trên không, máy bay đóng vai trò trụ cột quan trọng trong lực lượng chỉ huy không quân chiến lược của Nga.